chớp và chớp phát. Đẹp lắm. Lung linh. Khách sạn lung linh. Không cần đâu. Kéo luôn đi. Đến đây mình phải lại. Cô lên sóng rồi nè. Lên sóng rồi nè. Tươi đi một phạt cái gì. Khách sạn này có còn 2 thang máy 5 tầng. Quá đẹp. Có chuyển xuống rồi à. Lễ tân ở tầng đấy ạ. Lễ tân ở tầng đấy ạ cô. Lễ tân ở tầng đấy ạ. Wow, đẹp quá. Very beautiful. Chụp ảnh đã không phí. Chụp ảnh gì? Nhìn ra cả thành phố. Yes. Anh đang quay. Coi cô. Cái gì ngoài đó con? Anh đẹp đó. Lên hình, lên hình, lên hình, lên sóng. Quay. Chứng minh mà vì mình tốn calo. Mà tốn calo. Hôm nay không được nghe giọng ca của em. Em lại ngồi xe kia nhỉ? Anh vẫn ấn tượng em hát cái bài gì dân tộc ca. Có sai không? Ôi, chuẩn đấy. Đây, úi giời ơi, view thành phố đẹp quá. Ừ. Quá đẹp rồi. Quá tuyệt vời. Ừ. Ừ. Mấy khi ăn đi. Hết tay rồi, quay đã. Người yêu mới quá cả. Thôi anh em đi, chơi đi. Đi mua pháo bắn. Tôm pháo nhá. Ừ. Được đấy. Mua pháo bắn được mà. Được đấy. Lâu lắm mình không được chơi pháo. Hồi bé mình là chuyên cuốn pháo ấy. Mua một băng nốt cho thoải mái. Dạ. À. Ừ. Ca sĩ ơi. Tiếng hay quá. Bác Thanh cười. Lên sóng, lên sóng. Cái này rẻ cực. Rẻ mà hiệu quả lắm. Má Loan. Lên sóng, lên sóng. Lên sóng, lên sóng. Hằng có một cái ảnh chụp ở tường nhà ngài Khanh Chen đẹp. Khanh Chen đấy.
chưa lên, những ảnh đẹp này chưa lên. Đẹp à? Những ảnh đẹp chưa đang ém hàng, ém hàng. Má.